Có một chú chim vàng anh nhỏ bé rất thích hát, nhưng nó lại rất nhút nhát, không dám hát ở chỗ đông người. Một hôm, vàng anh tham gia một cuộc thi hát được tổ chức trong rừng. Nhìn thấy phía dưới có rất nhiều khán giả, nó vừa căng thẳng vừa lo lắng, lo đến nỗi người nó run lẩy bẩy. Khán giả cười ầm lên. Hoàng Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nó buồn rầu nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, sau này con sẽ không bao giờ hát nữa." Mẹ Hoàng Anh nhẹ nhàng nói với con rằng: "Con nên nghe câu chuyện về bạn cá hồi nhỏ bé, xem bạn ấy đã thay đổi để chứng minh bản thân của mình như thế nào con nhé." Chú cá hồi nhỏ bé lúc nào cũng cảm thấy tò mò, không biết vì sao bố mẹ mình lại có cơ thể màu đỏ đẹp đến như vậy. Nó thường nhìn cơ thể màu xanh đậm của mình, rồi suy nghĩ vẩn vơ, sợ rằng mình không phải là con của bố mẹ. Nó thường hỏi bố, vì sao màu cơ thể của con không giống với bố mẹ vậy? Bố xoa đầu nó và nói, thế thì con phải cố gắng học tập, sau này lớn lên, con sẽ tự mình đi tìm câu trả lời cho mình, con nhé. Thế là nó được đưa đến trường học, học kỹ năng bơi lội, học cách vượt qua chướng ngại vật, học kỹ năng nhảy cao. Kết thúc một học kỳ, nó hoàn thành xuất sắc tất cả các bài học và trở thành học sinh trẻ nhất tốt nghiệp trường cá hồi. Ngày bế giảng, cá hồi bố nói với con, chẳng phải con luôn muốn biết vì sao con không giống với bố mẹ sao? Bây giờ con hãy dùng những kỹ năng mà mình đã học được để đi tìm câu trả lời mà con luôn muốn biết, con nhé. Chú cá nhỏ gật đầu và sau khi từ biệt bố mẹ, nó dũng cảm bơi theo dòng nước chảy ra biển. Trong đại dương xinh đẹp, có loài sứa cao quý, có những chú cá nhiệt đới đáng yêu, có cá voi khổng lồ và có rất nhiều loài sinh vật kỳ quái mà chú chưa từng nhìn thấy, cùng với những rạn san hô hùng vĩ. Chú cá nhỏ biết được rất nhiều điều mới lạ trong đại dương mênh mông và quen thêm rất nhiều bạn mới, nhưng họ không thể giúp chú tìm ra câu trả lời. Chú vô cùng thất vọng và quyết định quay về nhà hỏi bố. Nhưng đường về nhà khó khăn hơn rất nhiều. Trước tiên phải thích ứng với việc bơi ngược dòng nước. Cá hồi còn cố gắng hết sức để vượt lên dòng nước chảy xiết mới có thể tiến về phía trước. Thật may là những bài tập gian khổ trong trường đã giúp nó có sức chịu đựng bền bỉ. Lúc bơi vào một rặng đá ngầm, nó muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng phát hiện phía sau đó là một con cá mập đáng sợ. Con cá mập nhe hàm răng sắc nhọn và trợn đôi mắt dữ tợn lên, lao thẳng về phía nó. Chú cá nhỏ lập tức quẩy mình lao đi, nhưng cá mập cứ bám theo phía sau. Xem ra cá mập sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó. Cá nhỏ thầm nghĩ, so với cá mập, mình vừa nhỏ lại vừa bơi chậm, chắc chắn sẽ bị cá mập bắt được, phải làm thế nào bây giờ? Đúng lúc ấy, nó nhìn thấy ở gần đó có một rặng nham thạch. Nó chợt nghĩ, tuy cơ thể của mình nhỏ bé nhưng rất linh hoạt. Hơn nữa, lúc học cách vượt chướng ngại vật ở trường, mình đã luyện tập rất thành thạo. Trong khi đó, cá mập to lớn muốn xuyên qua rặng đá kia cũng rất là khó khăn. Thế là nó dẫn cá mập đến rặng đá đó, chẳng mấy chốc đã đi qua được và bỏ lại cá mập ở phía sau. Thật ra, cá mập to lớn nhưng chưa chắc đã có thể chiến thắng được những loài cá nhỏ bé. Chỉ cần chúng biết suy nghĩ giống như chú cá hồi kia, tìm được sơ hở của đối phương thì có thể thay đổi được vị thế của mình và thoát khỏi nguy hiểm. Qua được cửa ải nguy hiểm này, chú cá hồi bé nhỏ cố hết sức nhảy qua dòng thác cuối cùng. Vừa về đến nhà, nó đã nóng lòng đòi bố phải nói cho nó nghe câu trả lời. Bố mỉm cười, con hãy soi gương đi, chẳng phải câu trả lời đã ở trên người con sao? Lúc ấy, chú cá nhỏ mới nhìn kỹ cơ thể của mình. Thì ra, trên đường về nhà, cơ thể của nó đã biến thành màu đỏ rực rỡ và sáng chói. Nó vui sướng mỉm cười. À, thì ra mình cũng giống bố mẹ. Trải qua thử thách mới có được bộ chiến hào màu đỏ đẹp đẽ này. Lòng nhiệt tình của chú cá nhỏ đã khiến nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cũng khiến nó học hỏi được thêm rất nhiều điều. Quan trọng nhất là lòng nhiệt tình này đã giúp nó vượt qua khó khăn để trở nên hoàn thiện bản thân hơn. Chỉ cần chúng ta nhiệt tình với mọi việc thì cuộc sống của chúng ta mới có thể trở nên tốt đẹp. Sau khi nghe xong câu chuyện về chú cá hồi bé nhỏ, Hoàng Anh đã dần dần có thêm sự tự tin, thử tập hát ở chỗ đông người. Dần dần nó không còn sợ hãi nữa, giọng hát cũng ngày càng hay hơn.
đến cuộc thi hát năm sau, Hoàng Anh đã đăng ký tham gia từ rất sớm và cuối cùng đã giành được giải nhất. Lợn mẹ nhìn thấy sự dũng cảm và tự tin của Hoàng Anh thì hy vọng lợn con cũng học tập Hoàng Anh. Lợn con lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào mẹ, lúc nào cũng sợ mẹ bỏ rơi mình. Các cô chú hàng xóm đều cười nó. Lợn con, cháu sắp biến thành cái bóng của mẹ rồi, sao lúc nào cũng dính lấy mẹ vậy? Lợn mẹ rất buồn phiền, quyết định đưa con đến trường mầm non, hy vọng nó có thể thay đổi được thói quen nhút nhát và ỷ lại. Mẹ nói với lợn con, trong trường mầm non có rất nhiều điều thú vị, còn có thể làm quen với rất nhiều bạn nhỏ, mọi người cùng chơi đùa sẽ rất vui. Nhưng lợn con khóc lóc nói, con không đi, con không muốn đi, con không muốn rời xa mẹ, con muốn ở nhà với mẹ. Đến ngày đi học, lợn con lười biếng nhất định không chịu dậy. Lợn mẹ tức giận nói, nếu con không dậy, mẹ sẽ để con ở nhà, cho sói xám ăn thịt con đấy. Thấy lợn mẹ nói như vậy, lợn con vô cùng sợ hãi, đành theo mẹ đến trường mầm non. Nhưng đến cổng trường, nó lại không chịu vào, cứ níu chặt áo mẹ, khóc lóc, không cho mẹ đi. Lúc ấy, lớp trưởng thỏ con chạy tới, vui vẻ kéo tay lợn con và nói với lợn mẹ rằng, cô cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ chăm sóc cho bạn ấy. Lợn con vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhưng đã bị thỏ con kéo đến trước cái bập bên. Thỏ con nói, chúng mình cùng chơi nhé, trò này rất hay. Vịt con thấy có bạn mới, cũng chạy tới kéo tay lợn con. Chúng mình cùng chơi cầu trượt đi, trò này cũng rất thú vị. Mình là vịt con, rất vui được làm quen với bạn. Lợn con gật đầu vui vẻ. Sau một ngày chơi với các bạn, lợn con không còn sợ hãi môi trường mới và các bạn mới nữa. Nó còn chủ động giúp rùa con thả diều. Rùa con vui vẻ nói, lợn con ơi, cậu nhìn kìa, diều của chúng mình bay cao ơi là cao. Lợn con cũng vui mừng nói, đúng vậy, còn cao hơn cả diều mà mình với mẹ thả ở nhà nữa. Sau đó, mọi người còn chơi trò trốn tìm, lợn con chơi rất vui và quên cả việc mẹ không ở cạnh mình. Chẳng mấy chốc, đã đến giờ tan học, lợn mẹ đến đón lợn con, nó lưu luyến tạm biệt các bạn. Sau khi về nhà, lợn con không ngừng kể cho mẹ nghe về những câu chuyện thú vị ở trường mầm non. Trước khi đi ngủ, nó còn nói với mẹ, ngày mai phải kêu nó dậy sớm để đi học. Thậm chí cả lúc ngủ say, lợn con vẫn còn cười. Lòng nhiệt tình giống như ngọn lửa giữa mùa đông, hơi ấm của nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Những người bạn mới trong trường mầm non không chỉ khiến lợn con thay đổi thói quen dựa dẫm vào mẹ, mà còn giúp nó nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới của trường mầm non, thay đổi được tật nhút nhát của mình. Tìm lại nụ cười tươi trẻ của bố mẹ. Gần đây, Thanh Hà thấy bố mẹ mỗi ngày một già hơn, bố bận rộn suốt ngày đêm, mái tóc đã thêm nhiều sợi bạc. Mẹ cũng làm việc rất vất vả, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn. Trước khi đi ngủ, Thanh Hà cứ nghĩ mãi, không biết mình có thể làm gì để bố mẹ được trẻ lại. Cô bé chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, có một cô tiên cầm cây gậy thần đến hỏi cô bé. Con có muốn bố mẹ con được trẻ lại không? Thanh Hà gật đầu. Cô tiên đọc câu thần chú và biến ra một khung ảnh thật đẹp và một hộp băng nhạc để Thanh Hà làm theo sự hướng dẫn của mình. Đầu tiên là tìm một bức ảnh chụp chung cả nhà, sau đó cho vào chiếc khung ảnh thật đẹp đặt ở đầu giường của bố mẹ để ngày nào bố mẹ cũng được chìm vào giấc ngủ và thức dậy với những hồi ức đẹp đẽ ấy. Sau đó là những ngày nghỉ, cả nhà cùng nhau nghe những bản nhạc vui vẻ, nhẹ nhàng. Không những có thể xua đi những mệt mỏi trong công việc mà còn có thể tăng thêm hòa khí và đầm ấm cho gia đình. Thanh Hà đã làm theo những chỉ dẫn ấy và không lâu sau, cô bé phát hiện bố mẹ cười nhiều hơn, cảm giác như thực sự trẻ lại. Đôi khi một hành động nho nhỏ cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Bình thường chúng mình nên giúp mẹ làm việc nhà, cùng bố đọc báo, đây cũng là biểu hiện của sự quan tâm đấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy là một người con hiếu thuận, hãy dùng lòng nhiệt tình của mình để tìm lại sự tươi trẻ cho bố mẹ nhé. Chú chim ưng nhỏ bé giành giải nhất trong cuộc thi bay. Chú đã nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng và hoa của rất nhiều khán giả. Khi phóng viên chim khách đến phỏng vấn bí quyết thành công của mình, chim ưng đã xúc động nói: Tôi có thể có được vinh dự này là nhờ vào người mẹ vĩ đại của tôi. Nếu không có sự rèn luyện nghiêm khắc của mẹ, thì tôi đã không bay cao được.
Vì vậy, rốt cuộc chim mẹ đã rèn luyện cho chim con như thế nào? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé! Ngay từ khi chim ưng con vẫn chưa chào đời, chim mẹ đã chuẩn bị xây cho nó một ngôi nhà kỳ lạ. Đầu tiên, chim mẹ chọn một chỗ trên vách núi cao, tìm rất nhiều gai nhọn đặt dưới đáy ổ. Sau đó, mẹ bất chấp nguy cơ bị những con thú trên đất liền tấn công, để bay đến đất liền tìm những hòn đá nhỏ sắc nhọn, rải chúng lên những chiếc gai. Cuối cùng, tìm một ít cành khô, lông chim hoặc da thú, trải lên những viên đá nhỏ. Thế là được một chiếc tổ cho chim ưng con. Sau khi chim ưng con ra đời, chim mẹ không ngại gian khổ kiếm mồi cho con. Nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của chim mẹ, chim ưng con ngày một lớn nhanh, lông và cánh của nó cũng ngày càng cứng cáp. Đột nhiên, có một hôm, chim mẹ vốn rất hiền từ, bỗng thay đổi thái độ, trở nên vô cùng nghiêm khắc. Nó vứt hết lông chim, da thú êm ấm ra khỏi tổ một cách thô bạo, chỉ để lại đá nhọn và gai. Chim ưng con đau đớn kêu gào, nhưng chim mẹ không hề bận tâm, mà còn nhẫn tâm đuổi chim con ra khỏi ổ. Chim ưng con rất buồn, những chiếc gai và hòn đá sắc nhọn khiến nó thương tích đầy mình. Còn chim mẹ không những không tìm thức ăn, mà còn hung dữ đuổi con đi. Và đây là vách núi thăm thẳm, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ chết. Sao mẹ lại nhẫn tâm như thế? Chim ưng con không ngừng gọi mẹ, nhưng chim mẹ vẫn vung cánh đuổi nó đi. Cuối cùng chim con đành phải thử giang cánh bay ra khỏi tổ. Nhưng vì nó vẫn chưa biết cách bay nên nhanh chóng rơi xuống. Chim mẹ thấy chim con rơi xuống, trong lòng cũng rất lo lắng. Nó không ngừng khích lệ chim con, dạy con cách dang rộng đôi cánh, cách vỗ cánh và bay. Chim con nghe theo sự hướng dẫn của mẹ, thử vỗ đôi cánh của mình và dần dần tăng tốc. Khi sắp rơi xuống vực, nó lại cố gắng bay lên. Cuối cùng, nó đã biết dang rộng đôi cánh và đã bay lên thành công. Nó bay đến bên mẹ, cùng mẹ chia sẻ niềm vui của chiến thắng đầu tiên. Nhưng những ngày sau đó, chim mẹ nghiêm khắc yêu cầu nó phải tập bay 100 lần mỗi ngày. Không chỉ vậy, chim mẹ còn bắt nó tự học cách kiếm mồi. Chim con tưởng rằng mẹ không yêu mình nữa nên rất hay khóc thầm. Thật ra, khi chim con bắt đầu luyện tập, chim mẹ luôn ở bên cạnh theo dõi con mình. Lúc chim con luyện tập cũng là lúc chim mẹ lăn lộn ở bên cạnh chim con. Sau một thời gian dài luyện tập, chim con đã có một đôi cánh cứng cáp, đồng thời có được kỹ thuật bay xuất sắc. Nhìn con tự tin bay lượn trên bầu trời, chim mẹ mỉm cười mãn nguyện. Một lần, chim con không kềm được, hỏi mẹ vì sao lúc ấy mẹ lại đối xử tàn nhẫn với mình đến thế. Chim mẹ nở một nụ cười hiền từ và nói: "Con tưởng mẹ không yêu con thật sao? Con là con trai của mẹ, mẹ có thể không yêu con sao? Nhưng nếu không làm như vậy thì sao con có thể có được cơ thể cường tráng này? Phải đợi đến lúc nào mới có thể bay lượn trên bầu trời đây? Nếu không nhẫn tâm đẩy con xuống vực thì con sẽ không biết bay. Cuối cùng con sẽ trở thành thức ăn cho những con thú khác." Bây giờ chim ưng con đã hiểu, chính vì tình yêu đặc biệt của mẹ nên mình mới có bầu trời rộng lớn nhất. Cuộc sống chúng ta cũng đầy khó khăn thách thức. Đứng trước thử thách, chúng ta không thể chỉ dựa vào người khác. Muốn học được nhiều kiến thức và kỹ năng thì phải sống giống như chú chim ưng nhỏ, học cách đối mặt và chiến thắng khó khăn. Như thế mới có thể học được những kỹ năng cho riêng mình và trở thành người có ích. Trong một ngôi làng nọ, có một người thợ rèn rất lành nghề. Ông có một cậu con trai. Vì người mẹ nuông chiều quá mức nên con trai ông đã hơn 20 tuổi mà suốt ngày chỉ biết chơi bời, không biết làm việc gì cả. Thời gian cứ thế trôi đi, người thợ rèn mỗi lúc một già yếu, không đủ sức nhấc chiếc búa lên nữa. Thế là ông nói với con trai: "Chẳng bao lâu nữa cha sẽ rời khỏi trần gian. Nếu trước khi cha chết con không thể dựa vào sức lao động của mình kiếm về 1.000 đồng, thì cha sẽ lập di chúc hủy bỏ quyền thừa kế tài sản của con." "Được rồi, kiếm 1.000 đồng thì có to tát gì đâu,
cậu con trai dè biểu bỏ đi. Cậu con trai đi suốt một ngày nhưng không ai thuê cậu ta làm việc. Mẹ lén đưa cho cậu ta 1.000 đồng, hy vọng cha có thể cho qua chuyện. Người thợ rèn cầm đồng tiền của con trai rồi đột nhiên ném nó vào lò lửa. Thấy con trai không hề bận tâm, ông tức giận nói: "Con đừng lừa ta nữa, đồng tiền này không phải do con kiếm được." Ngày hôm sau, trước khi con trai đi tìm việc, mẹ lại đưa cho con 1.000 đồng và nói: "Lúc quay về, con phải làm sao để mồ hôi đầm đìa, như thế bố con mới tin tiền này là do con làm việc kiếm được." Đến giờ về nhà, cậu con trai chạy thục mạng ngoài cánh đồng, đến nỗi quần áo ướt đẫm mồ hôi. Khi về nhà, cậu liền đưa tiền cho cha. Người thợ rèn cầm lấy đồng tiền trên tay, nhìn đứa con thở hổn hển. Giống như lần trước, ông lại ném đồng tiền vào bếp lò. Và cậu con trai vẫn không hề bận tâm. Người thợ rèn thấy vậy liền quát lớn: "Đồng tiền này không phải do con kiếm được, dù con có chạy đứt hơi cũng không lừa được ta đâu." Cậu con trai nghĩ thầm, vì sao hai lần nói dối đều bị cha phát hiện. Thế là cậu quyết định tự mình kiếm tiền. Cậu thu dọn hành lý lên thị trấn tìm việc. Cậu giúp người ta chuyển đồ, xách vữa ở công trường, bưng bát đĩa trong nhà hàng. Cậu phát hiện ra rằng kiếm được 1.000 đồng quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Một tuần sau, cậu con trai mang mấy chục ngàn đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình về đưa cho cha. Người thợ rèn không nói một lời, vẫn ném những đồng tiền ấy vào bếp lò. Nhưng lần này, cậu con trai vô cùng hoảng hốt, anh đã liều mình lao vào bới những đồng tiền đang bị lửa thiêu rụi. Lúc ấy, người thợ rèn nói với con trai: "Con trai, ta biết đây là những đồng tiền do con cực khổ làm ra, bởi vì chỉ có những đồng tiền kiếm được bằng sức lao động của chính mình thì con mới biết quý trọng, chứ sẽ không dương mắt nhìn nó bị thiêu rụi." Từ đó về sau, cậu con trai hiểu được giá trị của lao động, bắt đầu phấn đấu lập nghiệp. Người thợ rèn cũng yên tâm để cậu thừa kế gia sản. Về sau, việc làm ăn của cậu ngày càng thuận lợi, cuối cùng cũng biến xưởng rèn của bố thành một xí nghiệp nổi tiếng. Ban đầu, cậu con trai của người thợ rèn chỉ ỷ lại vào bố mẹ, không hiểu được nỗi vất vả khi kiếm tiền. Vì thế, cậu không hề bận tâm khi thấy tiền bị ném vào lò lửa. Về sau, khi cậu tự mình kiếm được tiền nhờ vào sức lao động của chính mình, hiểu được rằng thứ bị ném vào lò chính là thành quả lao động của mình nên mới hốt hoảng và lo lắng. Đồng thời, cậu cũng hiểu được nếu mình không phấn đấu vươn lên thì dù có núi vàng, núi bạc, sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt. Chỉ có học tốt nghề mà cha truyền lại thì đó mới là tài sản vĩnh cửu. Chúng ta không thể hy vọng dựa vào sự giúp đỡ của người khác để thực hiện ước mơ của mình. Vì thế, không được coi sự dạy dỗ của bố mẹ là hà khắc với bản thân mình. Mặc dù tự giải quyết khó khăn là vô cùng gian khổ, nhưng chỉ có nghiêm khắc với bản thân, tích cực, nỗ lực làm việc thì mới có thể tiến bộ được. Phép thuật để nhanh chóng trở nên tự lập. Bố mẹ phải đi công tác 1 tháng nên gửi Hùng ở nhà chị họ tên là Hương. Khi về nhà, họ ngạc nhiên phát hiện ông vua nhỏ trong nhà đã thay đổi. Cậu đã tự giác làm việc nhà, còn học cách nấu cơm, quan tâm đến bố mẹ hơn. Không chỉ vậy, từ một người luôn sống thu mình như cậu, lại chủ động hẹn các bạn đi chơi. Ngay cả các thầy cô trong trường cũng khen cậu đã biết hòa đồng với các bạn. Bố mẹ hỏi Hùng, rốt cuộc chị họ đã dạy cho con phép thuật gì vậy? Hùng vui vẻ trả lời, chị cho con cùng tham gia trại hè. Hơn nữa, chị còn dạy con học cách nấu cơm. Chị nói, con không được làm kẻ lười biếng nữa. Và đây là cách mà chị Hương đã dạy cho Hùng phép thuật. Để bản thân trở nên hòa đồng hơn, phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể, làm quen với các bạn mới, thay đổi những tật xấu của mình. Phải học cách chủ động làm mọi việc, biết phối hợp với các bạn,
ở nhà cũng phải giúp việc cho bố mẹ. Và phải học cách tự lập. Khi gặp khó khăn, chúng ta không được dựa dẫm vào bố mẹ, phải tích cực, chủ động suy nghĩ, học cách tự mình giải quyết vấn đề, như thế mới có thể cảm nhận được niềm vui của sự thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Danh họa nổi tiếng Da Vinci là một người rất thân thiện. Các bạn nhỏ rất yêu quý ông. Vì thế, trong phòng làm việc của ông thường có rất nhiều trẻ con. Tiếng cười của bọn trẻ con đã cùng với ông hoàn thành từng bức tranh kiệt tác. Một lần, Da Vinci chuẩn bị vẽ một bức tranh chân dung Chúa Giê-xu. Trong đầu ông đã nghĩ ra khuôn mặt Chúa Giê-xu thần thánh và nghiêm trang. Ông vừa bắt đầu vẽ không lâu, thì đột nhiên một đứa trẻ không cẩn thận làm đổ màu của ông. Lọ màu ấy là do bạn ông đã vất vả mang từ nước ngoài về. Vì tiếc lọ màu, ông đã tức giận mắng cho đứa trẻ đó một trận. Cậu bé bị vẻ tức giận của Da Vinci làm cho sợ hãi đến nỗi vừa khóc vừa chạy về nhà. Những đứa trẻ khác cũng sợ hãi bỏ về. Lúc ấy, Da Vinci cầm bút muốn tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt hiền từ của Chúa Giê-xu mà ông đã nghĩ ra lúc ban đầu không còn xuất hiện trong đầu ông nữa. Dù cho ông cố gắng như thế nào thì cũng không thể vẽ ra được cái vẻ hiền từ của Chúa Giê-xu ấy. Hôm ấy, ông nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Trong đầu ông hiện lên dáng vẻ hung dữ của chính mình khi mắng những đứa nhỏ, dáng vẻ khóc lóc của đứa trẻ bị mắng và sự sợ hãi của những đứa trẻ khác. Lúc gần sáng, ông đột nhiên nhận ra rằng một người có tâm địa thô bạo và hẹp hòi như mình, ngay cả trẻ con cũng so đo tính toán, thì làm sao có thể vẽ được Chúa Giê-xu thần thánh? Ông biết mình phải thay đổi thái độ, phải xin lỗi cậu bé vì sự lỗ mãng của mình. Sáng hôm sau, ông đến phòng làm việc, đợi rất lâu mà không thấy bạn nhỏ nào đến. Ông cảm thấy rất bất an, liền chạy ra đường tìm chúng. Ông tìm khắp các ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm thấy cậu bé đã làm đổ màu. Cậu bé vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy ông, muốn bỏ chạy. Da Vinci nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng càng cảm thấy có lỗi. Ông vội vàng chạy lên, ôm cậu bé vào lòng, chân thành xin lỗi. Xin lỗi cháu, ta không nên hung dữ như thế, mong cháu hãy tha thứ cho ta, chúng ta giảng hòa nhé, được không? Cậu bé đứng ngay ra đó, không dám tin Da Vinci lại xin lỗi mình. Cậu cũng cảm thấy có lỗi vì sự cẩu thả của mình. Cậu khẽ nói, cháu xin lỗi chú, cháu không cẩn thận đã làm đổ đồ của chú. Da Vinci khẽ nói với cậu, chúng ta đều có lỗi, vậy chúng ta hãy cùng nhau sửa chữa nhé, được không? Chào mừng cháu và các bạn tiếp tục đến phòng làm việc của ta chơi, được không? Cậu bé vui mừng nhận lời, ngoắc tay với Da Vinci. Sau đó, cậu tìm các bạn, vui vẻ quay về phòng làm việc của Da Vinci chơi. Thật lạ là sau khi Da Vinci xin lỗi cậu bé và ngồi xuống suy nghĩ về chân dung của Chúa Giê-xu, thì khuôn mặt hiền từ, trang nghiêm vốn đã biến mất, này lại quay về trong suy nghĩ của ông. Hơn nữa, dường như còn sinh động hơn rất nhiều. Lần này, Da Vinci đã hoàn thành bức tranh trong tâm trạng vui vẻ và cực kỳ thoải mái. Kỹ thuật dù siêu phàm đến đâu cũng không thể thắng nổi sự kháng cự của nội tâm. Chỉ có dũng cảm thừa nhận và thay đổi những thói quen xấu của mình thì mới có thể mở ra cánh cửa của trái tim mình. Chẳng phải cuộc đời của chúng ta cũng giống như diện mạo của chúng ta sao? Hãy coi sự thay đổi là thợ trang điểm của mình. Hãy làm phong phú cuộc sống của mình bằng lòng nhiệt tình sục sôi và làm mờ những tì vết bằng thái độ tích cực để có nụ cười tự tin hơn bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong rừng có một chú lợn rừng không ngừng mài chiếc răng nanh của mình vào cành cây. Bạn thân của nó là cáo, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi, bây giờ không có thợ săn, sao cậu không nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe? Lợn rừng vừa mài răng vừa trả lời, đến lúc có thợ săn xuất hiện, mới mài thì không kịp nữa rồi. Mình không muốn giống như chú ếch ngồi trong nồi nước sôi. Chú ếch trong nồi nước sôi? Cáo tỏ ra khó hiểu. Lợn rừng liền cười và nói, để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện. Sau khi nghe xong câu chuyện này, cậu sẽ hiểu. Có một chú ếch nhỏ, nó cảm thấy nhàm chán với cuộc sống trong giếng sâu. Hơn nữa, nó không muốn bị người khác chế nhạo là ếch ngồi đáy giếng. Thế là nó muốn thay đổi môi trường sống.
Nghĩ vậy, nó liền nhảy ra khỏi giếng và bắt đầu đi tìm một chỗ mới. Nó đi qua hồ nước, gặp một ông ếch già yếu, bèn kể lại mong muốn của mình cho ông nghe. Sau khi nghe xong suy nghĩ của ếch con, ông tỏ vẻ đồng tình với sự dũng cảm của nó. Ông nói rằng, lúc còn trẻ nên học hỏi thật nhiều, nhưng làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng có nhảy vào nồi nước sôi của con người. Hồi còn trẻ, ông đã từng không cẩn thận rơi vào nồi nước ấy. Nước nóng khiến ông bỏng cả mông. Nếu ông không lập tức nhảy ra ngoài thì đã không sống được đến bây giờ. Ếch con nhìn thấy vết sẹo trên mông của ông ếch, nó cố nhịn cười. Nó cảm thấy câu chuyện của ông ếch giống như một câu chuyện hài và không bận tâm. Sau khi từ biệt ông ếch, ếch con tiếp tục hành trình của mình. Đến chân núi, ếch con phát hiện ra một hồ nước. Nó lập tức nhảy xuống thử nhiệt độ. Nước không nóng, cũng không lạnh. Nó tự do bơi đi bơi lại trong nước, cảm giác vô cùng thích thú. Một lát sau, nước nóng hơn một chút. Ếch con nghĩ bụng, có thể mình đã tìm thấy một suối nước nóng. Bỗng chốc, nó cảm thấy vô cùng vui mừng, nghĩ rằng mình đã tìm được một chỗ ở lý tưởng. Không bao giờ quay lại cái giếng lạnh lẽo kia nữa. Nó nằm trên mặt nước, chốc chốc lại hắt nước nóng lên bụng, đắm chìm trong một cảm giác mơ màng và nó muốn ngủ một giấc thật say. Nhưng nước càng lúc càng nóng, đến khi ếch con nhận ra nước đã nóng tới mức khiến nó không thể chịu được nữa, thì nó mới nhớ tới lời dặn của ông ếch. Chết rồi, lẽ nào đây chính là chiếc nồi mà ông ếch đã nói sao? Ếch con biết mình phải cố hết sức nhảy ra ngoài thì mới có thể sống được. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nó rất muốn nhảy ra ngoài, nhưng hơi nóng và khói khiến đầu óc của nó choáng váng, hoa cả mắt, chóng cả mặt. Nó đã không thể động đậy được nữa. Cuối cùng nó chỉ có thể nằm yên trong nước để mặc cho nước nóng nhấn chìm mình. Thì ra hồ nước nhỏ này là chiếc nồi được bắt ngoài trời để đun nước. Bác nông dân đã quên không đậy nắp nên ếch con đã tưởng nhầm rằng đó là một hồ nước. Ông ếch biết nhảy ra khỏi hồ nước là vì lúc ông nhảy vào nồi nước đã rất nóng rồi. Nhưng ếch con lại khác. Ban đầu nước chưa nóng nên ếch con không biết mình đang gặp nguy hiểm. Đến khi nhận ra mình đang trong nồi nước nóng bỏng thì nó đã mất đi sức mạnh để thoát thân. Lợn rừng nói với cáo, thật ra nếu ngay từ đầu ếch con đã ý thức rằng mình đang gặp nguy hiểm thì chắc chắn nó sẽ không bơi đi bơi lại trong nồi nước vui vẻ như thế. Vì thế, không có ý thức về nguy hiểm là vô cùng nguy hiểm. Khu rừng của chúng mình cũng giống như nồi nước ấy. Nếu chúng mình không đề cao cảnh giác, không có ý thức về sự nguy hiểm, vậy thì cuối cùng chúng mình cũng sẽ giống như chú ếch bị nấu chín ấy. Cuối cùng, cáo đã hiểu, sở dĩ lợn rừng có thể thoát khỏi bẫy của thợ săn không phải vì nó có răng nanh sắc nhọn, mà là nó có ý thức mãnh liệt về sự nguy hiểm. Nhờ sự khích lệ của lợn rừng, cáo cũng nhanh chóng bắt đầu tập luyện các kỹ năng thoát thân như chạy, nhảy, bởi vì chỉ có như thế, nó mới không biến thành chú ếch trong nồi nước sôi. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta phải không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng để sự yên ổn tạm thời đánh lừa mình. Giống như khi ở đầu kỳ thi, chúng ta nên khích lệ bản thân, tiếp tục cố gắng. Nếu không, lần thi sau, vị trí đầu tiên có thể sẽ thuộc về người khác. Chúng ta phải không ngừng hoàn thiện bản thân mình, thay đổi để có một tương lai tốt đẹp hơn. Thời kỳ kinh tế Mỹ, trong tình trạng tồi tệ nhất, có một cậu bé mồ côi, không được đi học, cũng không có khả năng làm việc gì khác, chỉ có thể đi lang thang khắp nơi xin ăn để sống qua ngày. Có lúc chỉ cần tìm được một chỗ để tránh mưa, tránh gió là cậu đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, cắt da cắt thịt, cậu bé mồ côi lang thang đến một thành phố. Buổi tối, cậu nằm ngủ trong một cái góc tối tăm trước hành lang của một khách sạn sang trọng. Nửa đêm, cậu đang mơ màng ngủ thì đột nhiên bị bảo vệ của khách sạn lôi dậy, ném ra ngoài bãi tuyết. Cậu rất ấm ức, nghĩ rằng mình chỉ ngủ trong một góc nhỏ, không hề làm cản trở đến họ, vì sao lại bị đối xử như thế?
Nhưng gã bảo vệ lại tỏ ra thái độ rất trịch thượng, lớn tiếng nói: "Đám đầu đường xó chợ ngủ cạnh khách sạn sẽ làm bẩn khách sạn, phá hoại hình tượng cao quý của khách sạn này. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai, ông chủ sẽ đến đây kiểm tra. Nếu để ông ấy nhìn thấy đám người bẩn thỉu như bọn bay, thì tao sẽ bị khiển trách." Cậu bé vô cùng tức giận, lớn tiếng đáp lại: "Ông chủ các người là người, tôi cũng là người. Thời tiết lạnh giá như thế này, cho tôi ngủ một đêm ở hành lang, sáng mai đuổi tôi đi cũng không muộn. Vì sao lại ném tôi ra giống tuyết giữa lúc trời đêm thế này?" Cho dù vậy, gã bảo vệ vẫn kiên quyết nói: "Giám đốc của chúng ta đã căn dặn như thế, nhất định phải đuổi bọn bay đi." Nghe thấy những lời này, cậu bé mồ côi giận dữ, nghiến răng, nắm chặt tay và nói: "Sẽ có một ngày tôi mở một khách sạn to hơn, sang trọng hơn khách sạn của các người. Hãy nhớ lấy những gì tôi nói lúc này." Nỗi nhục nhã mà cậu bé phải chịu đựng trong gió tuyết đã khiến cho cậu ý thức được rằng cả đời này chỉ cầu xin sự bố thí của người khác thì sẽ vĩnh viễn không thể làm người ngẩng cao đầu. Cậu hiểu rằng chỉ có nỗ lực phấn đấu thì mới có thể thay đổi được số phận của mình. Từ đó về sau, cậu biến những sự sỉ nhục ngày hôm ấy thành động lực phấn đấu cho mình, không ngừng làm việc chăm chỉ, kiên trì niềm tin, khắc phục mọi khó khăn, tiết kiệm từng đồng kiếm được. Cuối cùng, cậu đã xây được cho mình một khách sạn đầu tiên của riêng mình. Không chỉ vậy, còn mở rộng chuỗi khách sạn này thành một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới hiện nay. Cậu bé mồ côi ngày ấy chính là người sáng lập ra tập đoàn khách sạn Hilton nổi tiếng lúc bấy giờ. Chú ếch cuối cùng đã không thể thoát khỏi nguy hiểm bởi vì nó không ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Nhưng cậu bé Hilton ý thức được rằng phải thay đổi số phận của mình thì mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ vào sự nỗ lực, cuối cùng cậu đã thực hiện được lời thề ngày hôm ấy, xây dựng thành công sự nghiệp cho riêng mình. Bởi vì thế, phải học cách cảnh giác với nguy hiểm, nếu không khi nguy hiểm đến thì cũng đã muộn. Đôi khi trong cuộc sống phải biết lo xa, phải biết có những thay đổi thích hợp thì mới có được một cuộc sống tốt đẹp. Khả năng đoán trước tương lai. Lần nào thi, Hạnh cũng đạt điểm rất cao, ngay cả những bài kiểm tra đột xuất ở trên lớp cũng không làm khó được cô bé. Lúc nào cô cũng đạt thành tích cao một cách rất nhẹ nhàng. Khi cả lớp đi thăm vườn bách thú, đột nhiên trời mưa to, ai cũng lo lắng, chỉ mỗi Hạnh là rất bình tĩnh vì cô có mang theo ô. Các bạn trong lớp đều cảm thấy Hạnh thật thần kỳ, như thể Hạnh có khả năng đoán trước được tương lai vậy. Cô bạn thân tên Mai Linh khẽ hỏi: "Có phải cậu có khả năng đoán trước được tương lai không?" Hạnh cười và nói: "Thật ra tất cả đều chỉ là bí quyết nho nhỏ, chỉ cần có ý thức về những tình huống có thể xảy ra, chuyện gì cũng chuẩn bị sẵn sàng là được." Thì ra, trước hôm đi thăm vườn bách thú, Hạnh đã xem dự báo thời tiết, biết được hôm sau có mưa nên chuẩn bị ô. Còn mỗi lần kiểm tra đột xuất, vì bình thường đã ôn bài tập rất kỹ nên Hạnh lúc nào cũng tự tin. Vậy phải làm thế nào mới có được phép thuật dự đoán trước tương lai giống Hạnh bây giờ? Đầu tiên là thu thập tài liệu. Chúng ta nên chú ý quan sát sự vật trong cuộc sống, đồng thời thông qua sách báo và TV để tìm hiểu và thu thập thông tin về mọi mặt, để bản thân biết thêm nhiều kiến thức, vậy chúng ta mới có thể có được khả năng siêu nhiên. Tiếp theo là lên kế hoạch trước. Khi làm việc gì, chúng ta cũng nên lên kế hoạch về thời gian và các bước làm. Nếu cần nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, thì hãy phân chia mục tiêu. Như thế mới có thể hơn người khác một bước, giành được thành công sớm hơn. Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính đi qua, Thượng Đế nhìn thấy dưới trần gian có rất nhiều người ăn mày. Người quyết định đích thân đến trần gian để giúp đỡ họ. Người sai các thiên thần chuẩn bị ba vật bố thí là $100, một bộ cơm lê và một chậu bồ công anh Ice Rain. Thượng Đế chọn 1.000 ăn mày để giúp đỡ. Có 900 ăn mày đã lựa chọn $100 không chút do dự rồi vui vẻ ra về. Thượng Đế nhìn họ khẽ lắc đầu.
có 99 người ăn mày sau khi suy nghĩ đã chọn một bộ cơm lê. Thượng đế nhìn họ rồi khẽ gật đầu. Chỉ có duy nhất một người trẻ tuổi sau khi đã suy nghĩ một lúc liền ôm chậu bồ công anh không ai muốn nhận về nhà. Những người đã cầm $100 trong tay cười nhạo anh là đồ ngốc, nhưng anh không nói gì, ôm thật chặt chậu hoa trên tay rồi lặng lẽ bỏ đi. Thượng đế nhìn hình bóng của anh ta khuất dần rồi lặng lẽ nở một nụ cười rạng rỡ. Sau khi quay trở về thiên đường, các thiên thần hỏi Thượng đế: "Lần cứu trợ này của người có ý nghĩa gì không?" Thượng đế trả lời: "10 năm sau ta cùng các ngươi xuống trần gian một chuyến, lúc ấy sẽ biết được câu trả lời." Chẳng mấy chốc đã hết 10 năm, các thiên thần mang theo câu hỏi của mình cùng Thượng đế xuống trần gian. Họ ngạc nhiên phát hiện những người nhận $100 hôm ấy đến nay vẫn là ăn mày, vẫn tiếp tục lang thang và chờ đợi sự bố thí của người khác. Còn những người chọn bộ quần áo, phần lớn đều trở thành công nhân hoặc nhân viên văn phòng. Còn người trẻ tuổi lựa chọn chậu hoa bồ công anh giờ đã trở thành tỷ phú. Chứng kiến kết quả kỳ lạ này, các thiên thần càng nóng lòng muốn biết rõ nguyên nhân. Thượng đế mỉm cười và nói: "Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Những người chọn $100 khi nhận tiền, trong lòng họ chỉ có nghĩ đến hưởng thụ. Những người chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn bỏ công sức thì vĩnh viễn chỉ có thể làm ăn mày. Còn những người đã lựa chọn bộ quần áo khi nhận sự bố thí, trong lòng họ đã nghĩ đến sự thay đổi. Họ cho rằng chỉ cần thay đổi bản thân, cho dù chỉ là thay đổi hình thức một chút, đều có khả năng thay đổi cuộc đời mình. Chính nhờ sự thay đổi đó đã biến họ từ ăn mày trở thành công nhân hoặc nhân viên văn phòng. Còn người trẻ tuổi đã lựa chọn chậu hoa bồ công anh. Khi cầm nó, anh ta đã nghĩ đến cơ hội. Loại bồ công anh trong sa mạc phía đông địa Trung Hải này không giống với những loại thực vật khác. Nếu không có đủ nước, chẳng mấy chốc thực vật khác sẽ khô héo. Trong khi đó, hoa bồ công anh chỉ cần một trận mưa nhỏ là sẽ nhanh chóng ra hoa, thụ phấn, kết quả và truyền giống trước khi bốc hơi. Người Iceland thường tặng nó cho những người nghèo có trí tuệ. Họ cho rằng trên thế giới này, người nghèo giống với những bông hoa bồ công anh trong sa mạc. Họ có rất ít cơ hội để phát triển bản thân, nhưng chỉ cần có phẩm chất giống như hoa bồ công anh, khi cơ hội đến, biết nắm lấy cơ hội thì sẽ trở thành người kiệt xuất. Đứng trước sự bố thí, những người có cảnh ngộ giống nhau lại có thái độ khác nhau. Chính sự khác biệt đó đã khiến cho họ có những lựa chọn khác nhau. Những người đã chọn $100 chỉ biết dựa vào sự giúp đỡ trước mắt của người khác chứ không chịu nỗ lực. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào sự bố thí của người khác sống qua ngày. Còn những người nhìn thấy bộ cơm lê, ý thức được rằng mình phải thay đổi số phận làm ăn mày của mình, đã trở thành những người có thể sống dựa vào sự nỗ lực của mình. Người thanh niên lựa chọn chậu bồ công anh không những ý thức được rằng bản thân phải thay đổi mà còn phải nắm lấy cơ hội, vì thế anh ta trở thành người thành công nhất. Có thể thấy, lợi ích trước mắt không thể khiến con người có niềm vui vĩnh cửu, chỉ có thể thay đổi thái độ của bản thân, nỗ lực phấn đấu thì mới có được nhiều niềm vui và thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại! Trong câu chuyện cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ, thỏ nghĩ rằng ngay từ khi sinh ra, mình đã chạy rất nhanh nên kiêu ngạo, tự cao tự đại. Khi cuộc thi diễn ra, vì tự tin rằng mình đang dẫn trước nên nó lại nằm ngủ dưới gốc cây, cuối cùng đã thua một chú rùa bò chậm nhưng rất kiên trì. Vì thế, thỏ cảm thấy vô cùng đau lòng, hạ quyết tâm lấy lại danh dự. Thỏ viết một bức thư thách đấu và gửi cho rùa muốn tổ chức lại một cuộc thi trong rừng nữa. Vậy thì lần thi này sẽ xảy ra câu chuyện như thế nào? Rốt cuộc thỏ có thắng được rùa kia không? Chúng mình hãy cùng nhau theo dõi nhé! Từ sau khi bị thua ở lần thi chạy trước, thỏ không thể bình tĩnh được. Vì sao mình có thể thua rùa được cơ chứ? Mình chạy nhanh hơn nó gấp mười mấy lần cơ mà! Thỏ lẩm bẩm một mình. Thỏ mẹ thấy thế liền nói: "Với tốc độ của con hoàn toàn có thể giành được giải nhất. Nhưng con đã quá kiêu ngạo con à. Chỉ cần con sửa được tật xấu này, nhất định lần sau con sẽ về nhất." Thỏ nghiêm túc phân tích nguyên nhân thất bại của mình. Nó phát hiện sở dĩ mình thua rùa là do quá tự tin, quá đắc chí, quá phân tâm.
Nếu không như vậy, tuyệt đối rùa không thể thắng nó được. Vì thế, nó yêu cầu thi lại một lần nữa, và rùa cũng đồng ý. Lần này, thỏ cố gắng hết sức, chạy một mạch từ đầu đến cuối, dẫn trước rùa rất xa. Và trong cuộc thi lần thứ hai, thỏ đã giành chiến thắng. Kết thúc cuộc thi, rùa về nhà, đóng cửa lại và phân tích nguyên nhân thất bại của mình. Nó suy nghĩ rất kỹ và thấy rằng nếu căn cứ vào cách thi lần này thì mình tuyệt đối không thể nào đánh bại được thỏ. Nó suy nghĩ suốt cả một buổi tối và tìm ra một phương pháp mới. Sau đó nó viết cho thỏ một lá thư. Sau khi nhận được thư thách đấu của rùa, thỏ không phát hiện yêu cầu gì đặc biệt của rùa, chỉ là thay đổi tuyến đường đua một chút thôi. Nó nghĩ thầm, chỉ cần mình không lười biếng thì nhất định có thể giành được chiến thắng, thế nên thỏ đã đồng ý. Cuộc thi lần thứ ba bắt đầu, ngay từ lúc xuất phát, thỏ đã lao nhanh như bay, chạy thật nhanh từ đầu đến cuối và luôn dẫn trước rùa. Đến khi gặp một dòng sông rất rộng, thỏ mới ngỡ ngàng. Trời ơi, cái đích của cuộc thi nằm ở bên kia sông. Thỏ ngồi ngay người ở đó, nó không biết bơi, phải làm thế nào bây giờ? Lúc ấy, rùa bò đến, ung dung nhảy xuống sông, bơi sang bờ bên kia rồi tiếp tục bò về đích. Lần này, rùa đã lật ngược tình thế. Thỏ biết lần này mình thua là vì đã không nghiên cứu tuyến đường chạy, nhưng nó không buồn vì qua 3 lần thi, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết. Chúng cùng nhau ngồi và nghiên cứu ra phương pháp để cả hai có thể tiến bộ nhanh hơn. Chúng phát hiện ra trong lần thi trước, thật ra cả hai đều có thể có biểu hiện tốt hơn. Thế là cuộc thi thứ tư nhanh chóng được tiến hành. Điều khác biệt là lần này chúng cùng nhau xuất phát. Lúc chạy trên đất liền thì thỏ cõng rùa, khi đến bờ sông thì rùa lại cõng thỏ qua sông. Đến bên kia bờ, thỏ lại tiếp tục cõng rùa và cùng nhau về đích. Lần này chúng đều cảm nhận được cảm giác thành công, bởi vì chúng đã chiến thắng bản thân mình, hoàn thành đường chạy trong thời gian ngắn nhất. Qua câu chuyện mới này, chúng ta thấy rằng sau khi thất bại, thỏ và rùa đều không dễ dàng nản chí. Thỏ đã sửa được tật xấu lười nhác và tự cao tự đại. Còn rùa ý thức được rằng, xét về tốc độ, dù cho mình có cố gắng hết sức thì cũng không thể nào thắng được thỏ. Vì thế đã chọn cách thay đổi đường đua. Khi đối mặt với thất bại, chúng ta nên học tập thỏ, sửa chữa những khuyết điểm của mình, kiên trì tới cùng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần phải học tập rùa, thay đổi phương pháp, thử những cách khác nhau khi cần thiết. Thậm chí, đôi khi chúng ta còn có thể kết hợp với đối phương, cùng cố gắng tìm ra phương pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Nhà phát minh nổi tiếng Edison đã có vô số phát minh trong cuộc đời của mình, nhưng câu chuyện về phát minh ra bóng đèn là câu chuyện thú vị nhất. Trong quá trình phát minh bóng đèn, nguyên liệu làm dây tóc bóng đèn khiến Edison vô cùng đau đầu. Ông đã thử nghiệm 1.600 loại nguyên liệu. Về sau, ông phát hiện ra bạch kim là nguyên liệu tốt nhất. Nhưng quả thật bạch kim quá đắt, người bình thường không thể mua được, không thích hợp cho ứng dụng rộng rãi. Ông dốc hết tâm sức vào làm thí nghiệm, ngay cả râu và tóc của các bạn cũng trở thành vật thí nghiệm của ông. Một lần, Edison tìm được cảm hứng từ chiếc áo len của một người bạn. Ông gia công sợi lông trong chiếc áo len làm thành dây tóc bóng đèn. Bóng đèn đã sáng, hơn nữa còn có thể sử dụng lên đến 45 giờ. Các trợ lý của Edison đều vui mừng khôn xiết, chỉ có ông là ngồi một chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc bóng đèn và nói: "Không được, vẫn không được, thời gian quá ngắn, nếu cứ 2-3 ngày lại phải thay một bóng đèn thì vẫn chưa thể gọi là thành công." Thế là ông lại thử nghiệm hơn 6.000 loại sợi thực vật và làm hơn hàng nghìn thí nghiệm khác nhau. Có người khuyên ông rằng, ông đã thất bại hơn 10.000 lần rồi, nên từ bỏ đi. Nhưng Edison đã kiêu hãnh trả lời, "Không, tôi không phải thất bại 10.000 lần, mà tôi đã chứng minh được rằng 10.000 chất này không thích hợp để làm dây tóc cho bóng đèn." Thí nghiệm hết lần này đến lần khác,
và thất bại hết lần này đến lần khác. Rất nhiều chuyên gia đều cho rằng tương lai của đèn điện rất tăm tối. Thậm chí có một số chuyên gia người Anh còn chế giễu nghiên cứu của Edison là vô nghĩa. Đối mặt với thất bại, đối mặt với những lời châm chọc của người khác, nhưng Edison vẫn không lùi bước. Ông hiểu rằng mỗi lần thất bại có nghĩa là thành công đang đến gần hơn một bước. Vào một ngày hè oi bức, mọi người đang ngồi dưới gốc cây hóng mát. Đột nhiên, Edison cầm chiếc quạt, vội vàng đi về phía phòng thí nghiệm. Các trợ lý đi theo ông xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra, ông lại định dùng sợi tre trong chiếc quạt làm dây tóc bóng đèn. Qua vô số lần thí nghiệm, các trợ lý dần mất đi lòng nhiệt tình. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Edison đã khiến họ cảm động. Mọi người đều đứng sau giúp đỡ ông. Sau đó, Edison nhờ người trợ lý trẻ tuổi nhất mang chiếc bóng đèn mà họ đã vất vả nghiên cứu suốt một ngày một đêm sang phòng thí nghiệm khác. Người trợ lý cẩn thận bước lên cầu thang, sợ sẽ làm rơi bóng đèn. Nhưng càng nghĩ như vậy, anh ta lại càng cảm thấy căng thẳng, đâm ra tay run run. Khi bước đến cuối cầu thang, quả nhiên chiếc bóng đèn đã rơi xuống đất. Anh ta rất buồn, ai cũng trách mắng anh ta. Chỉ có Edison là tiếp tục làm một chiếc bóng đèn khác. Sau khi hoàn thành, Edison vẫn đưa nó cho người trợ lý kia. Anh ta rất ngạc nhiên, rõ ràng vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trước đó. Có điều, ánh mắt tin tưởng của Edison đã làm cho anh ta có rất nhiều dũng khí. Anh ta cầm lấy chiếc bóng đèn, cuối cùng đã mang được nó lên trên gác. Những người trợ lý khác đều ngạc nhiên hỏi Edison: "Vì sao thầy lại giao bóng đèn cho cậu ta? Chẳng may lại làm rơi xuống đất nữa thì phải làm thế nào?" Edison đáp: "Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó." Từ trước đến nay, chính tinh thần đứng lên từ trong thất bại ấy của Edison đã thổi thêm luồng khí cho lòng say mê nghiên cứu của các trợ lý. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra dây tóc bóng đèn làm bằng loại sợi tre này có thể chiếu sáng 1.000 giờ đồng hồ. Lần này, Edison đã có thể cười thật tươi. Đứng trước khó khăn, Edison đã không nản chí mà càng khó khăn, càng tiến bước, kiên định với niềm tin của mình. Chỉ cần chúng ta học cách không tính toán được mất, dám đối mặt với mỗi lần thất bại, không coi nó là rào chắn, coi nó là bàn đạp. Chỉ cần chúng ta sửa chữa những thiếu sót và cố gắng nhiều hơn thì nó sẽ giúp chúng ta bước lên bục vinh quang của thành công. Phép thuật để tăng thêm dũng khí. Cuộc thi chạy ngắn 100m đang diễn ra rất gay cấn. Mọi người đều tập trung sự chú ý vào bạn Cường, vốn được coi là bất bại. Hiệu lệnh vang lên, các vận động viên đều lao như tên bắn về phía trước. Cường dẫn đầu, Hiếu cũng bám sát theo sau. Trong 10m cuối cùng, Hiếu tăng tốc, vượt lên Cường, đánh bại kỷ lục của Cường. Hiếu trở thành tiêu điểm của toàn trường, các bạn đều tranh nhau hỏi bí quyết thành công của cậu. Cậu khiêm tốn trả lời: "Ngoài kiên trì luyện tập, quan trọng nhất là Cường đã cho mình dũng khí để bước vào đường đua." Thì ra, sau thất bại trong cuộc thi năm ngoái, Hiếu rất thất vọng, không có đủ tự tin tham gia vào cuộc thi năm nay. Chính Cường đã khích lệ cậu, động viên cậu, giúp cậu tìm lại dũng khí để tiếp tục tham gia thi đấu. Vậy thì Cường đã làm như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Cường giúp cho Hiếu kết bạn với những người lạc quan, tự tin, vì những người như vậy có thể giúp cho Hiếu có động lực phấn đấu và tích cực vươn lên. Sự tự tin của họ có được là do dũng cảm đối mặt với thất bại. Học tập sự lạc quan của họ có thể giúp chúng ta tăng thêm dũng khí đối mặt với trở ngại. Kế đến là tích cực tham gia tranh tài. Những cuộc tranh tài lành mạnh có thể giúp chúng ta tiến bộ. Quá trình cạnh tranh sẽ giúp chúng ta phát hiện ra những thiếu sót của mình, đồng thời tôi luyện ý chí. Cho dù là thắng hay thua thì vẫn học thêm được rất nhiều điều. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.